sau dây chuyền vỏ hầu. Mọi người để ý kỹ nè, mấy cái đốm đen nhỏ nhỏ đó là những cái con hào con đó mọi người, và mọi người sẽ nuôi. Mình thì cảm thấy đây là đặc sản rất ngon. Thôi anh cảm ơn em. Đây mọi người có thể thấy con hàu nó toàn sữa nè, mập lù luôn á và rất là tươi. Ngon, thơm quá. Ở đằng kia anh thả một thời gian khoảng bao nhiêu lâu thì nó có sữa đó ha cô? Nửa tháng. Hi, chào buổi tối tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Không hiểu sao mấy con chó phía trước nó cứ sủa mình hoài, nãy giờ mình đi vào trong cái đường sớm á, bị tụi nó sủa. Đây, để đi xuống dưới này mọi người sẽ thấy sau lưng mình là bạn Trang. Trang là bạn của mình ở Nha Trang. Hôm nay ra Nha Trang chơi thì Trang dẫn mình đi chơi khắp nơi hết. Đây là những cái rổ hào vừa mới đục lúc chiều và người ta để đây chuẩn bị đem giao cho thương lái. Hey. Lát nữa mình và Trang sẽ đi ra ngoài bè hào và tối nay mấy anh em sẽ ngủ ở trên đó luôn. Giới thiệu với mọi người, đây là anh Trúc, chủ trại hào. Lát nữa anh Trúc có ra ngoài bè luôn không? Hay là ở trên đây? Anh ở nhà. Còn bè thì là có họ, có người mình thuê giữ. Đây nè, thợ, dạ. Thợ đây nè. Em bè lính. Đang là bì của anh Trúc. Trời ơi, mấy con chó ở đây nó bị sao đó mọi người ơi. Chỉ cần có một người bước ngang là tụi nó sủa khắp sớm luôn. Không phải chỉ có một mình mới bị chó sủa. Ôi, tự nhiên sao quay phim cái nó hết sủa. Mày giờ chủ yếu ông sủa một cái đi để làm chứng. Hồi nữa có ai soi ké cho mình. Đó, mày chịu không? Mày kêu cho. Bây giờ mọi người sẽ đi ra phía bến thuyền ngoài kia. Bình thường nước lớn lên là nó cao tới đây luôn nè mọi người. Nhưng mà hôm nay nước xuống quá. Ồ, cất điện thoại thôi em. Để anh bỏ túi áo chắc vừa mà đúng không? Hay là chân anh cũng dài dài chắc cũng không tới nỗi ướt đâu đúng không? Hay là anh có cần mặc quần tà lỏn không em? Nước không lớn. Ok, đi nhảy xuống nha. Mình đang đội trên đầu một cái đèn pin để có thể thấy đường đi. Buổi sáng thì tàu nó cứ đi vô thẳng cái bến luôn. Mà bây giờ nước xuống quá nên phải bước ra xa. Đây mọi người thấy tuốt ngoài kia, cái chỗ đèn sáng sáng ngoài kia là tàu á. Đây là lần đầu tiên mà anh đi ra ngoài bè mà kiểu ban đêm vậy luôn á Trang. Em đi hoài, em đi ngủ. Mỗi lần áp lực công việc đời nhiều á thì em đi ra đây thư giãn. Mình sáng mình ngắm bình minh lên mình thoải mái lắm. Cảm giác nó chiêu chiêu rồi, không nghĩ gì về công việc nữa. Nghe nó đá đầu gối à. Ê, cũng cạn mà, không sao. Mình đi cũng gần 500m. 300m à? Ừ, 300m á. Từ trong bờ ra đây. Gọi là tàu nghe ghê á. Gọi đúng là một cái thuyền nhỏ. Không muốn lên. Anh ngồi lên nè, anh ngồi quay về. À, hai người ngồi hai bên. Thầy Hồng ngồi bên đầu nha. Tôi ngồi xuống đít cái xe hình đầu. Trên một bên đẩy, một bên kéo. Ồ, chết rồi, tí không? Đây 200.000 chuồng nấu à. Đây chưa? Tí rồi, tí. Rồi gần ra rồi đó. Gần ra đâu? Đến đây. Giờ mày ngồi nữa sắp là, rồi. Sắp ra luôn á. Rèo sắp ra nữa. Rồi ra rồi, ok anh em lên đi. Rồi lên luôn đây đâu. Lên đi đâu. Ok. Thuyền sẽ xuất phát đi ra nhà bè. Rồi nổ máy, ủa chiều. Chưa nổ máy. Để chèo ra một xíu. Đủ sâu mới nổ máy. Cho nước cạn chưa có nổ máy. Đậu.
Ở đây đắp chua mới chiều chua tí à. Có cây nữa ăn vô nữa. Mọi người có thể thấy mấy con cá nó búng theo ánh đèn. Dạ tí. Dạ ở đây mình bắt được một con cá luôn, nó nhảy lên trên tàu. Rồi, về rồi. Rồi. Hãy lên chạy quay cái cá cho. Đây là khách sạn. Khách sạn ngàn sao mà tối nay mình sẽ ở lại. Còn lên trước đỡ mọi người lên. Đâu tụi anh lên trước đi. Dạ. Chắc cũng dễ leo mà có cái thang này. Dễ leo. À, anh Dũng đi bắt cá, anh kêu theo theo luôn. À ok. À. Anh Dũng đi soi cá. Dạ. À, cẩn thận. Từ từ cái đừng đụng đầu. Số anh Dũng. Đây để này anh lên trước. Không đụng đâu nè. Không anh Dũng đi. Em ở Bến Tre. Anh xuống anh ngầu ẩm đi bắt cá luôn nè. Dạ. Giết cá hả? Dạ. Anh Hoàng lên luôn không? Em quen muốn lên luôn nè. Chúc bạn kéo xíu vậy. Đây giới thiệu mọi người khách sạn của tụi mình tới nay. Đây là cái máy để mà kéo cái rớ. Cái này ta 900 mét vuông luôn á. Dạ. Yeah. Xong rồi ra bắt cá vô. Nó có giờ, cái giờ nó vô một cái ha, là mấy chục ký. Đủ thứ kế. Cầu kiếm miếng tôm ăn. Cứ mỗi nửa tiếng thì cái rớ sẽ được kéo lên. Và mình cứ ra đó để bắt mấy em cá vô. Thì nhiều cá thì ăn nhiều, còn nếu không có cá thì ăn cá ít. Đây mọi người thấy cái rớ này rất là lớn nha. Từ trên đây xuống dưới đây. Hồi nãy anh kêu là rộng tới 900 mét vuông. Ở miền Nam mình gọi là cái gió đó. Nhưng mà cái này nó khổng lồ, phiên bản rất bự. Văng á nên em anh chắc là anh chạy lùi ra sau. Thôi thôi đợi lấy sau luôn được. Dạ. Hèn chi quên mà áo mưa rồi. Lê không xem vậy. Nước giống như là mưa vậy, đừng rớt vô máy ảnh của tôi. À, có con tôm rồi. Ôi em thấy hay vậy. Kìa anh. À đây có con tôm. Con tôm ăn. Trang rất là tinh mắt, nhìn thấy tôm là thấy liền. Bữa nay cái ít chạy rồi. Chắc nó đi theo cái con nước. Nhìn ít nữa. Đó, khi mà đập như vậy mấy con cá nó sẽ rớt vô trong cái lỗ này. Và mình lại đó mình gom tụi nó về thôi. Cái này mình kêu dòng ké tới, dòng ké về đục đó. Cái lỗ đó mình gọi là cái đục ha. Đúng rồi, cái đục đó. Mấy con cá nó sẽ được dồn lại một cục và nó rớt vô cái đục. Chủ yếu là cá mai thôi. Ồ. Mình vừa quay mình vừa che cái máy ảnh tại sợ nước biển nó rớt vô. Trời ơi nó nhiều. Gì biết gì nữa anh. Thôi tối một lần kéo nguyên xe này nè. Bay dùng tới mấy. À. Ê, có cá đối nè. Cá cơm hả? Ê có một con tôm. Tôm. Mấy con cá nhỏ này là mấy con cá mai. Mọi người hay ăn gỏi cá mai mà người ta làm thịt của nó sống á. Đúng rồi, tái á, cá mai ăn rất là ngon. Ôi, trời ơi, nặng dữ vậy. Cái rớ này thì wow, cá mai. Này tổng cộng doanh thu của mình từ hồi chiều tới giờ. Nói anh bắt được mà anh bỏ vô đây. Kế để ăn thôi. Đây ít đây mấy bữa nó vô. Cái rớ này không có bỏ thức ăn nhữ gì hết. Tại vì nó lớn rồi tụi này nó tự bị dính vô thôi. Rồi, lựa gì á? Mới cái đối nữa. Mình cũng gọi là cái đối mà đúng không? Ừ, cái đối.
À, cái lá hả? Nhưng mà cái đó là cái lá. Là một... ở đây là mình coi như là nói chung tên với nhau. Ừ. Có con cái giò cái gì miếng tôm vậy hả? Mấy con cá giò này thì kỳ em đi Huế người ta gọi là cá kình. Đúng rồi. Hai... Mỗi vùng cái người ta gọi một cái tên khác. 200 đi biển này chích cái là 200 cái lộng á, nhức quá. Nó có cái gai à? Ờ, có cái gai nhức lắm. Dạ. Yeah. Chích cái là 200 cái lộng chưa cá kình. Là kình nhau hả? Ừ. Làm được cá kình là cá bự lắm. Hồi xưa cứ nghĩ là ủa bánh xèo cá kình bự lắm. Cái này chiên luôn hả? Cái kìm đó. Thôi, chiên bao nhiêu lửa nướng? Nướng ngon không? Nướng chấm mua ớt. Nhúng lưỡi hả? Xay với bác nó làm anh, tao nó tỉnh luôn đó. Anh Dũng anh đang khò than để lấy nửa nướng cá. Nhìn cái đồ khò là biết mà anh nướng cá cũng thường xuyên. Thường mình tối nào mình bắt được là mình cũng nướng anh em ngồi ăn hết ha. Tối nào cái nướng ăn hậu. Dạ. Lâu lâu có khách ra lại á. Dạ. Khách ra lại đông mười mấy người. Dạ. Lại nhậu. Dớt lên có cái là nhậu. Dạ. Đâu ra khách vậy nè. Chờ ông lại chụp quen rồi ông lại. Đây, cá bắt đầu nó vàng vàng và nó thơm. Cá đuối này thì chỉ cần nướng mọi lên và chấm muối ớt lúc nãy thôi. Mọi người có thể nghe thấy tiếng xèo xèo. Mấy con cá đuối múp múp này tụi nó hay có mỡ, nên khi mà nướng thì nó chảy mỡ ra, nó kêu xèo xèo. Và khi mà ăn thì thịt nó sẽ béo. Thơm quá. Ở đằng kia mấy anh đang mở trang YouTube của mình coi. Nướng ở ngoài này được cái lợi thế là tối gió mình khỏi cần phải ngồi quạt hay thổi. Em thử nướng một con trước nha. Rồi, Trang mở hàng đi. Cái này ăn ngang luôn nha, đầu rồi ăn ngay ngang hết luôn. Ăn hết. Không trừ gì hết. Gì vậy chút. Cái tư nó ngọt. Ngọt luôn. Nhìn Trang quá hấp dặn quá. Ngọt mày béo lắm. Đúng rồi. Mặn quá bỏ bật ngon bật. Để khúc được nha. Nhìn Trang ăn thèm quá. Béo không? Béo lắm. Ngon. Em ăn đi. Ăn. Thôi để chờ nướng xong dễ mọi người ăn chung luôn. Đây bây giờ ảnh bắt đầu lên tôm. Mình có cả cá kìm nữa kìa. Tao quay chặt mũi đây luôn à. Dạ chắc đây, sáng quay cái chim. Có quay cái bóp. Vì này coi đi đục hào. Đục hào, ok, yeah. Hào sẽ bên luôn rồi. Chắc bên nữa. Mừng rồi, đúng anh. Rồi mọi người. Còn anh thích bóc ké. Bóc thúi. Cái này thì lấy ruột nên cứ ăn nguyên con. Xương nó cũng mềm mà đúng không? Đầu ăn anh ấy nghe được, đầu ngọt lắm. Không ai dãy ăn, không ai bỏ dãy. Đừng bỏ dãy. Ôi cái muối ớt ngon quá. Cá nướng nên nó rất là thơm và thịt thì rất là mềm với béo, và đặc biệt là cái muối ớt. Ở đây hồi hôm thì ngon. Một kéo ba ké. Một kéo đầy thùng lớn cơ. Đứng chập trong tôm. Tôm. Trang lột con tôm ăn đi. Tôm tư nha. Tôm tư luôn á. Tôm này là phải ăn ngay luôn, không có lột gì hết. Tôm tự nhiên ngoài biển nướng mọi. Chủ trại này. Tôm ngọt sợ à? Tôm ngọt không? Ừ. Cái xay ăn sao đi chứ. Thơm. Công nhận là mấy cái mà nướng mọi á, nó thơm thiệt. Thơm mà nó béo. Ôi, thịt nó ngon kìa. Trứng không? Coi chừng cái xương. Ngon lắm. Ăn cái nhỏ nó cho xin miếng. Ăn cái lớn nó ngán lắm. Đem nó rồi sao? Ngọt không? Ngọt sợ. Nó ngọt mà thịt nó thơm. Mềm. Nó nấu chua lên mềm. Nướng ngắt luôn á. Kho. Kho keo á. Có bài đế hay mua gì kho keo ăn. Thịt nó không có độc.
giới thiệu với mọi người, đây là chỗ ngủ tối qua của mình. Bây giờ thì khoảng tầm 4 giờ mấy, 5 giờ mấy sáng và trời đang bình minh rất là đẹp. Tới không? Tới. À, giới thiệu với mọi người luôn, cái rớ, cái mà hồi tối hôm qua mà dở lên dở xuống mình nói, tại vì trời tối quá không nhìn rõ, bây giờ bình minh lên là nhìn nó rất là đẹp và nhìn bự chà bá ở đây, 900 mét vuông á. Mặt trời đằng kia đỏ rực. Hi, chào buổi sáng mọi người. Lâu lắm rồi mình mới thấy mình may mắn vậy luôn á. Tại vì sao? Tại vì hồi đó đến giờ mọi người có để ý là cứ mỗi lần mình thức dậy sớm để mà ngắm bình minh thì thường bình minh hôm đó sẽ xấu quắc không? Nhưng mà mọi chuyện đã thay đổi, bình minh hôm nay rất là đẹp, mặt trời chuẩn bị lên đằng kia đỏ rực luôn. Tối hôm qua thì mình ngủ ở góc bên kia, gió hơi nhiều nên cũng hơi lạnh, nhưng mà không sao, ngủ cũng rất là say và rất là ngon. Anh Dũng thì anh mới đi vô bờ để mà chở hàu cho người ta rồi, và hôm nay mấy anh sẽ dẫn mình đi coi đục hàu, rồi đi qua các cái bè khác để mà bè lân cận gần gần đây nè, để mà mua hải sản về chế biến thành những cái món ăn khác nhau. Chờ Khoa xíu nha, bây giờ Khoa sẽ đặt một cái máy quay ở đây, có một cái máy nhỏ này để quay time lapse thử xem bình minh lên có đẹp hay không, xong rồi lát nữa sẽ có chế biến những cái món ăn khác và Khoa sẽ quay lại chia sẻ với mọi người sau. Nay nó tỉnh rồi, để nó gái. Có một chuyện bất ngờ mọi người ơi, là đang chạy dưới chừng thì ghe hết xăng rồi. Và tình hình là anh em đang định nhảy xuống bơi vô, còn cách bờ rất là xa nha. Đang chạy cầm cự. Đúng kiểu cầm cự luôn á. Tay luôn đi nha. Giờ tới hết máy xăng rồi, chuyển sang máy cơm. Sức người. Mình còn cách bầu đoạn nữa. Sao? Ôi, cuối cùng cũng tới được. Buổi sáng mọi người thấy có rất là nhiều hàu đã được đục đem lên trên đó để chuẩn bị giao cho thương lái trong mấy cái rổ đó, chất một đống đầy luôn. Một rổ này tầm khoảng 5kg hàu. Đây, vừa mới được đục ở dưới kia lên và tập hợp ở đây để giao cho lái. Mọi người thấy cái rớ nhỏ nhỏ sao sao, nó là cái bè lúc nãy của mình. Bây giờ thì mọi người sẽ đi vô chợ coi có gì mua không, với lại đi kiếm gì đó ăn sáng. Xong rồi sẽ đi coi mua đồ cho cá ở trên bè ăn, và lát nữa sẽ đi coi đục hàu.
Đấy, từ 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 từ. Ở đây mọi người có thể thấy mấy cô đang xếp hào vô trong rổ. Xếp rất là đều và đẹp nha. Quay lên cái rùng cái xếp méo méo. Mình phải gỡ rời từng con ra ha cô. Xong mình xếp vậy. Mục đích xếp xong rồi mình đem ra kia mình thả lại. Thằng nó có sữa lên bán. À, mình thả một thời gian khoảng bao nhiêu lâu thì nó có sữa đó ha cô? À, nửa tháng. À, bây giờ anh đó sẽ đem thả mấy em hào này để cho mấy em khoảng tầm nửa tháng, tháng nữa mấy em có sữa bán sẽ được giá hơn. Chứ bây giờ thì tụi nó đang bộn lỏng mà tụi nó không mập. À, hào tại dựa mùa này khoảng bao nhiêu một ký vậy hả cô? 25.000 ký. Trời ơi, mấy con hào nó mập lù. Đây là đúng là kiểu hào bự tách luôn á, chứ không phải là mấy con hào nhỏ nhỏ đâu. Mập lù. Một ký vỏ là 25.000 ký, còn cái ký mà cái ruột mình tách ra đây mình bán nhiều ký hả chị? Trăm mấy hả? Thử tách không biết là... Đây là hai người bạn mới. Không biết nói gì, chỉ biết hửi mà thôi. Lâu, lâu, lâu. Mực, mực, mực. Mực hả? Ô, có một con còng đã bị ăn thịt. Hồ này cá gì ha? Cá chẽm. Mấy cá bớp này còn nhỏ, mấy con bự mọi người sẽ thấy nó mấy chục ký luôn. Mọi người sẽ thấy có mấy cái thùng, mấy cái canh nhựa để mà treo cái sợi dây thừng ở phía dưới. Mấy cái sợi dây đó thì sẽ được gắn với mấy cái rổ hầu. Hầu nó sẽ được treo lơ lửng trong nước. Và tụi nó sẽ ăn phù du ở trong nước biển và tụi nó sẽ lớn lên dần. Đây, nguyên một cái cánh đồng bao la luôn. Anh sẽ dỡ lên cho mình xem thử. Đây là hầu máu bắt anh. Hầu còn nhỏ hả anh? À. Đây là hào nhỏ, người ta sẽ nuôi nó trên mấy cái vỏ đúng không anh? Đúng rồi. Đâu em có nhìn thấy nó đâu ta? Thấy không? Không, không nhìn thấy nó đâu hết. Thấy cái con hào. Thấy không? Mọi người sẽ thấy là sẽ có đó mấy ý. Con hào con được cấy trên vỏ của những con hào đó vỏ cũ. Đó ý là mới thấy là nè, nó anh ha. Là rửa. À, rửa xíu này đớm đớm đó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Là rửa cái. Nó như cái sâu. Sâu dây chuyền vỏ hầu. Mọi người để ý kỹ nè. Mặt trong đó đúng không anh? Đó, đó, đó. Ở trong mặt trong nó có những cái đốm đen đen là những cái con hàu con đã được cấy. Mấy cái trứng, mấy cái giá thể này mình mua ở đâu vậy anh? Ở trong cái hồ á. Dạ. Đấy đốm đốm này cũng là nó đúng luôn. Đúng rồi, mấy đốm đó á. Dạ. Đốm đốm, đốm đốm không nè. Dạ. Đốm đốm đốm. Ơi. Mấy cái đốm đen nhỏ nhỏ đó là những đúng cái rồi. Con hàu con đó mọi người. Và mọi người sẽ nuôi khoảng mấy tháng mình sẽ dỡ lên để mình tách nó ra anh. Bây giờ mình vài bữa nữa mình treo. Dạ. Yeah. Mình treo đem một sợi dây là 4 con. Dạ. Yeah. 4 con cũng như một sợi dây dài này treo 4 con. Treo 4 cái vỏ này. Đúng. Xong rồi có
từ ngày mua tới ngày ấy là 2 tháng mình lấy lên là nó bung bị to vậy nè. À nó sẽ có vỏ nhỏ ra. Đúng rồi, nó rê con hầu bị to. Dạ dạ. Tay cái chân cái đồ xong rồi mình lặt rê mình bỏ rổ. Dạ. Ở đây có cái dây nào nó cỡ chân cái chưa? Dạ chưa. Cái này thì mới rồi. Mình mới bắt đầu thả xuống cho nó bự thôi. Mau bắt rồi. À, cái này giống như là nó mới là trứng nó mới nở nó đậu vô thôi đúng không? Đúng rồi, nó mới bém vô à. Hầu đó xong rồi tới lớn rồi. Anh lớn rồi cỡ đây. Bán được. Cỡ này là bán được. Đây. Có một sợi dây thừng mọi người thấy không? Mà những sợi dây thừng nó sẽ được cột với mấy cái canh nước canh nhựa ở đây. Canh nhựa nó sẽ nổi ở dưới sợi dây thừng nó lơ lửng trong nước. Và mấy cái rổ hầu sẽ được cuột vào sợi dây đó. Đây là cái rổ hầu của những con có kích cỡ có thể đem bán được rồi. Mình phải đeo vào tay hả? Đứt tay hả? Hầu quá, hầu nó bén hả? Nói chung mà treo lâu thì bắt đầu mấy sợi dây nó có mấy con hà con hầu nó bám vô. Phải đeo vào tay chứ không đứt tay. Đây. Đây. Đây là cái rổ mà mới đem lên. À, có mấy con mà há miệng vậy là nó chết rồi nè. Khi mà xếp thì mọi người sẽ xếp nghiêng nghiêng để khi tụi nó lớn lên thì tụi nó sẽ đủ để mà nó trồi lên. Trời ơi, có một con cua nó nhỏ xíu nó trốn ở trong đây nè mọi người. Mình nhìn ở đây thì mình thấy cũng có khá nhiều con bị chết. Cho nên tỷ lệ hao hụt nó cũng lớn á. Với này nó cũng nhạy cảm đúng không anh? Theo nhiệt độ hay sao? Mưa bão rồi thì nó có sao không? Béo nhì chứ béo cấp 12 như hồi hồi đợt là sợ nó lùa đi không ạ? À? Dạ. Bão là nó trôi đi ha. Nó lùa đi. Tại nhà nhỏ thì không xem. Dạ. Nó lùa là nó sao anh? Cuốn đi hết á. À nó cuốn hết của mình. Vàng này cũng còn. Sao nó nhiều cua ghê á. Mấy con cua nhỏ nhỏ nó ở trong đây nhiều lắm. Vì thường trên vỏ mấy con hầu nó có rong rêu á. Mấy con cua nó vô nó ăn ké. Này bây giờ anh sẽ đem mấy cái này lên trên kia để mọi người phân loại ra. Hầu đợi mấy này xong được, hầu trước được. Đây là những cái rổ hầu mà dỡ từ dưới biển lên. Thì sau một thời gian nuôi ở phía dưới đó thì hầu nó sẽ lớn lên. Thì trong rổ này sẽ có những con chết, những con lớn hơn, những con nhỏ hơn. Thì chị sẽ bắt đầu phân loại ra. Con nào chết thì bỏ đi, còn con nào lớn đủ kích cỡ thì đem đi bán. Còn con nào nhỏ thì lại xếp vô nuôi tiếp. Như mọi người hồi nãy thấy nó rất là đều đúng không? Nhưng mà một thời gian sau thì nó trồi lên. Có con bự, con nhỏ. Như con này đủ cỡ hay sao chị? Chưa luôn, vẫn nuôi tiếp nữa ha. Mấy con mà há mỏ thì lại chết rồi. Nó chứ mình, nó cứ lớn lên nó bung lên rồi mình đem vô mình lại dỡ ra mình xếp lại. Chừng nào mà nó đủ cỡ thì là đủ sữa là bán được. Dạ. Đi xếp lại vậy cái lên á, chết ăn về. Dạ. Tốn là tốn nhất cái công của mình xếp mình đem lên đem xuống á hả? Dạ. Chứ còn tụi nó thì ăn thức ăn tự nhiên thôi, cứ thả đó nó ăn phù du trong biển. Không có tốn đồ ăn, nhưng mà mình tốn cái công của mình. Dạ. Trại của chị này đúng không? Tôi định lấy sẵn chiều của Trúc đi nha. Ai ngồi dìm vô. Bây giờ mọi người sẽ ăn trưa ở đây và ăn bằng món hàu. Để mình leo lên trước. Này có đem mấy con mì tôm không? Ở bên đây có luôn. Đây à. Đó rồi. Tự nhiên sao giờ sống dữ ta?
giới thiệu mọi người, đây là anh Linh, chủ vựa bè. Chủ vựa bè. Sáng giờ đi ra đi gặp ông chủ với bè chủ nhiều rồi nhá. Quá nhiều bè chủ. Bây giờ mọi người sẽ nghỉ trưa ở đây và sẽ ăn hàu. Ủa? Bây giờ hàu nướng. Bây giờ mình sẽ châm lửa, mình nấu mì gói với lại nấu hàu ăn, nướng hàu hoặc là ăn sống cũng được. Hàu sống nha. Đấy, Trang đang rửa. Ủa em rửa hàu hay là em rửa tay hả? Đang rửa tay chứ không phải rửa hàu. Đây là tôm giả, mọi người thấy nó đỏ đỏ là vì bản chất tụi nó đỏ sẵn chứ không phải là do tụi nó chết mà đỏ đâu. Lột vỏ đi để bỏ vô mì tôm. Đây có sẵn giá, rau, ngò gai, ớt. Rác để bỏ vô mì tôm luôn. Còn rửa ở đây thì cứ dùng nước biển rửa rau, rửa đồ thôi. Nước biển, nước muối nó mặn sẵn rồi nên rửa nó cũng sạch. Chỉ có nước nấu thì mình phải dùng nước thùng mang ra. Cái này đúng nghĩa là mì tôm luôn á. Sôi lên là bỏ rau bột mì vô ăn được rồi. Giá với rau thơm cũng đầy đủ với bộ. Ờ được rồi Trang à, nhắc xuống này nữa. Rồi ok. Tôm này thì bỏ vô là nó chín rồi, không cần phải để lâu quá. Nhiều vậy? Nhiều vậy hả? Ok. Anh Linh ăn mì luôn anh Linh. Anh Linh mới ăn rồi, mọi người sẽ dùng. Miếng nào tôm đầy miếng đó. Đây là bữa trưa của mọi người, mì tôm và hàu. Nhưng mà hàu thì đang nấu ngoài kia, nên ăn trước mì tôm. Tôm nó lặn ở dưới á. Này. Ôi, gì vậy tụi nó? Cảm ơn nhiều. Ngon không Trang? Ngon. Tôm rất là ngon. Con tôm dẻ không ăn là ngon quá dẻ. Ăn thử con tôm. Ngọt ha, giòn. Tôm biển cũng rất ngọt. Đặc biệt là tôm này đã được lột vỏ. Đem dĩa muối qua đây. Hàu tươi ở dưới bè, đem lên hấp luôn. Để em xỉ con này. Wow. Ăn chưa tan đường. Để cho Trang chấm thì Trang đang ăn chấm lắm rồi. Ngon quá. Rồi đem thử ngon. Rẻ chứ. Rồi, anh ăn đi. Rồi, cho anh nha. Rồi, đóng nha. Béo. Ngọt.
Mình thì cảm thấy đây là đặc sản rất ngon. Thôi anh cảm ơn em. Này mọi người có thể thấy con hàu nó toàn sữa nè, mập lù luôn á và rất là tươi. Ngon, ngon. Anh Tèo anh không ăn gì, anh bảo là anh nuôi hàu quanh năm, ăn quanh năm anh ngán rồi. Nên giờ có mấy anh em ngồi ăn. Quá nhiều hàu cho ngày hôm nay. Em phụ anh bài con nè. Rồi. Phải chạy xuống chiều tôi xuống mua dây hay sẵn đi mua thêm cộng dây cát. Bài béo thiệt luôn á. Nhức đất luôn. Bè ly có bán mà. À mọi người thấy không? Cảnh thì đẹp. Hàu thì tươi. À gió lồng lộng nữa. Đúng là về Sài Gòn rất ít khi mà có được cái cảm giác này. Rồi, cả một đêm hôm qua ngủ trên bè, rồi sáng nay cũng lên trên trên bè, trên sông, trên biển. Thì cũng khá là nhớ Nha Trang rồi. Bây giờ sẽ về lại thành phố Nha Trang tắm rửa, xong rồi ngủ một giấc thiệt đã. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Nếu mà thích thì nhớ bấm like và share nha. Nếu mà có dịp tới Nha Trang thì nhớ ghé qua chỗ Cát Lợi để mà ăn hàu. Hàu ở đây rất là ngon. Chào tạm biệt mọi người. 嗨,大家好,我是Khoai. Mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.